Hôm nay, đoàn kiểm tra của Thành ủy Cần Thơ đến làm việc tại quận Thốt Nốt về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Theo đánh giá, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ, kịp thời thông tin, chủ động phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Trong thời gian giám sát, không có đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến công tác cán bộ. Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm quy hoạch đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, có chính sách thu hút, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý theo biên chế được giao. Đoàn kiểm tra cũng đã đến làm việc tại Đảng ủy phường Thuận An và Đảng ủy cơ quan chính quyền về thực hiện nghị quyết số 26 gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương. Qua làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu Quận ủy Thốt Nốt tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện hai nghị quyết số 26 và 18, tiếp tục đổi mới về công tác cán bộ, trọng tâm là công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên.